Em vàng đâu nhỉ? Em được mời đến chơi nhà bút giả mấy hôm. Em có chuẩn bị một ít thức ăn cho các anh và một quyển sổ tay nấu nướng. Các anh cố gắng tự chăm sóc bản thân mình nhé. Hết đồ ăn rồi, làm sao đây bút chị? Chắc tụi mình phải tự nấu ăn thôi. Một cá đây. Con cá này bao nhiêu tiền vậy? 150 xu. Hả? Sao vậy? Cháu chỉ có 5 xu thôi. 5 xu thì chỉ mua được con cá này thôi. Sao xanh không ăn đi? Xin chào chủ nhân. Thần đàn ta sẽ biến mọi điều ước của ngài thành sự thật. Ngài ước gì? Ta ước có thật nhiều đồ ăn ngon để ăn cho thả thích. Có liền thưa ngài. Đừng ngay cây đang thẳng đây. Ê, xin chào. Các anh vui lòng thanh toán hóa đơn đồ ăn. Hóa đơn? Vì ta cũng không biết nấu ăn nên ta đã đặt mua thức ăn ở nhà hàng 5 sao hảo hạng. Chúc mọi người ngon miệng nha. Mau trả tiền đi. Tổng cộng là 4,000 xu. Các anh phải rửa hết chỗ bát đĩa này để trả nợ. Rõ chưa? Anh Xanh, đừng. Xin giới thiệu với mọi người, máy tái chế thức ăn từ rác thải. Đầu tiên là đổ rác vào, sau đó chọn món ăn và khởi động máy. Máy sẽ tiến hành chế biến rác thải thành thức ăn. Không biết các anh bây giờ ra sao nhỉ? Chắc là ổn cả thôi. Xanh, sao ăn uống dơ giấy mà không chịu dọn dẹp đi hả? Xanh đâu? Đi vệ sinh xong sao không rửa nước, lau chùi bồn cầu ngay hả? Đồ nào? Cháu Xanh chơi giấy. Em đã, lại chơi giấy Xanh đi. Em đã.
Xanh ghét anh đó. Đi ra khỏi nhà mau. Tức chết đi được. Anh đã thật đáng ghét, không yêu thương gì mình hết. Suốt ngày chỉ đánh đập mắng mỏ mình. Cho em nè, em trai yêu dấu của anh. Cảm ơn anh trai yêu dấu của em. Đúng rồi, anh đã không thể nào là anh trai của mình được. Là anh thì phải yêu quý em mình chứ. Mình phải tìm người anh ruột thật sự của mình thôi. Cho ta, đẹp trai. Bắt chuyện, cho ta, đẹp trai. Nghe anh chị có thấy anh nào không? Xin chào, cho hỏi anh có thấy anh trai của Xanh đâu không? Anh trai của Xanh đẹp trai lắm, mặt Xanh giống Xanh, tóc vàng bồng bềnh, cơ bắp cuồn cuộn, và hàm răng bóng ráng nữa. Đâu nhỉ? Ôi, anh trai ruột yêu dấu của Xanh, em đã tìm thấy anh rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai ruột của Xanh. Từ nay Xanh đã có anh trai ruột rồi, không cần anh đỏ nữa. Anh trai ruột ăn nhiều vào nha. Không được làm hại anh trai ruột. Anh trai ruột ơi, anh ở đâu? Xanh sắp bắt được anh rồi. Anh ở đâu nào? Anh trai ruột ơi. Anh ruột ơi, anh ruột ơi, anh ở đâu rồi? Anh ruột ơi, anh ruột ơi, anh ở đâu? Anh ruột ơi, anh đâu rồi? Ra đây chơi với Xanh đi. Cảm ơn nhà bút vì tất cả. Ký tên siêu trộm phố bút. Mọi người ơi, thấy anh ruột của Xanh đâu không? Anh ruột Xanh đi đâu mất tiêu rồi? Xanh tìm hoài không thấy. Anh ruột cái gì mà anh ruột? Đó là tên trộm, nó lấy hết đồ trong nhà mình rồi kìa. Không, không phải vậy đâu. Anh ruột yêu thương Xanh lắm, luôn chơi với Xanh, chứ không như anh đỏ lúc nào cũng đánh đập mắng mỏ Xanh. Anh đỏ không thương Xanh. Anh ruột ơi, anh ruột ơi. Anh ruột ơi. Chắc tụi mình phải đi làm thêm để kiếm tiền mua lại đồ đạc thôi. Anh ruột ơi. Xanh à, anh chính là anh trai ruột của em đây. Anh trai ruột sẽ luôn bảo vệ Xanh. Anh trai ruột sẽ làm việc thật chăm chỉ để mua lại đồ đạc và đồ chơi cho Xanh. Anh trai ruột sẽ chơi đùa cùng Xanh, chơi cờ, chơi siêu nhân, chơi máy bay, trò nào cũng được. Đừng giận anh trai ruột nữa nha. Anh đỏ, anh đỏ mới chính là anh ruột của Xanh. Tên trộm kia đứng lại, không được chơi. Đứng lại.